Quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 30 tháng 8. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra vào ngày 5 và ngày 7 tháng 9, các doanh nghiệp du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tung hàng loạt tour khuyến mãi trong nước và quốc tế. Công ty Bến Thành Tourist triển khai chương trình giảm giá sốc cho một số tour tuyến nhất định, như giảm giá lên đến 5 triệu đồng cho tour châu Âu, giảm 3 triệu đồng cho tour du lịch Mỹ. Công ty du lịch Viettravel cũng ra mắt hàng trăm đường tour với mức giá tốt trên thị trường cùng với nhiều phần quà hấp dẫn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, do chịu ảnh hưởng của những hình thế thời tiết có khả năng gây mưa dông, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận có mưa rào và dông ở diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ thu hồi 182,25 ha đất của hơn 1.808 hộ dân tại huyện Củ Chi, trong đó có 336 hộ dân đủ điều kiện tái định cư nhằm phục vụ cho dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Đoạn cao tốc đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 24 km, trải dài qua 11 xã của huyện Củ Chi. Để bồi thường và hỗ trợ tái định cư, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã dự đoán tổng kinh phí lên tới 7.102 tỷ đồng. Thông tin ban đầu vào rạng sáng ngày 30 tháng 8, người dân thấy lửa bốc lên từ kho chứa vải vụn rộng khoảng 50m² trên đường Phạm Thị Tôn ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh nên đã hô hoán. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Hóc Môn đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Vụ cháy không có thương vong về người, nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được công an làm rõ. Thưa quý vị các bạn, thì nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đã chính thức đi vào hoạt động với công suất 469.000 mét khối mỗi ngày, lớn nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Sau khi mình thu gom toàn bộ nước thải trên cái địa bàn lưu vực rừng phố các quận như quận 1, quận 3, quận 4, quận 6, quận 8, quận 10, quận 1 thì mình gom về đây, gom về bằng hệ thống đường ống cống bao, sau đó bơm cưỡng bức về khu xử lý nước thải này. Tại khu xử lý nước thải này mình làm qua các công đoạn như là lấn lọc bùn trước, sau đó đưa phần nước thải qua một cái giai đoạn tiếp theo của bể tiếp theo, từ đó mình sục khí và nuôi sống vi sinh, và chuyển qua một giai đoạn kế tiếp là mình làm sạch lần nữa, mình thu bùn lại, rồi mình đẩy, khi mà qua xong khu bể này mình đẩy qua một cái khu nữa là khu khử trùng, ở đó mình tiệt trùng, mình mới nước thải đạt chuẩn với ra kênh rạch. Thì bên cạnh đó là toàn bộ cái bùn mà mình thu gom từ trên nội thành phố về, mình đưa về một khu xử lý riêng, và mình chuyển cái bùn đó về một cái khu là chuyên dụng để mà xử lý cái phần bùn, và nước thải thì nước thì mình xử lý tại cái nhà máy này. Hôm nay thì chúng ta có một cái nhà máy với công suất là 469.000 mét khối ngày đêm, lớn nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. Và khi cái hệ thống này vận hành đó thì toàn bộ cái nước thải sinh hoạt trong cái khu vực trung tâm thành phố với tổng diện tích là 3.000 hecta với khoảng 3,4 triệu dân sẽ được thu gom đưa về xử lý tại nhà máy này, không xả trực tiếp ra kênh, và như vậy thì cái sự ô nhiễm của dòng kênh Tàu Bến Nghé sẽ được xử lý và màu xanh trên tuyến kênh này sẽ từng bước được khôi phục. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và gặp lại.